cho bà con nghe bà con, nó hôm nay mình lên cho bà con một cái lô máy xăng nổ máy lẻ nè, về sử dụng kéo gán chụp thuốc chạy xuồng chạy xong nhân lưới cấm câu đặt lời nó rồi mình chạy đi gãy đi nương đồ nè nó sử dụng. Thì đặc biệt bữa nay mình lên live thì mình sẽ lên cho bà con một con máy một khuyến mãi luôn ha. Nó lên con đầu tiên là con khuyến mãi nè, con này là Văn Ma, nó này đến thương hiệu Văn Ma ha, tem mạng nó mất hết trơn rồi, nhưng đọt được cái máy này thì đồ đạc nó zin 100%, máy móc chưa gã gáp chưa bung nha. Đó, con này là 3,5 triệu, nó con này là Văn Ma đầu bạc ha, con này là nó là 3,5 triệu, dòng tua của nó là 2000, đặc biệt mấy con Văn Ma này con đòi có mấy con này xài rất là bền nha bà con, rất là nhạy chạy luôn, nó lóc bà con thấy không, đẹp như mới luôn ha, số xe ghi trắng đẹp luôn ha, nó con tắt nè. Đó, con tắt zin luôn, nói chung là con máy này zin toàn tập ha. Đặc biệt con này là khúc chiền tua chậm ha, dòng tua của nó là 2000. Đó, bô lửa thì bà con thấy ha, bô giảm âm luôn nè ha. Đồ đạc của nó là nguyên đai nguyên chuyện nguyên zin hết, bô e ha. Bình xăng là Mikini, bàn ga nhìn thấy cũng đẹp nè bà con. Con này mình về mình sử dụng kéo nén xịt thuốc, nó chạy xuồng chạy xong cũng rất là êm luôn ha. Đó, con này cực kỳ mềm luôn, cực giá cực kỳ rẻ luôn. Nói chung là mình bán giá rẻ chứ thật sự ra nó không phải là rẻ ha, bán khuyến mãi cho bà con cái giá rẻ thôi. Nó con này là cực kỳ vip luôn, thùng xăng mũ ha, tránh được tình trạng xét. Nó đổ lớp ha. Thì bữa nay mình cũng test máy xong thì mình nói thêm cho bà con ha. Đó, test máy nổ một cái cho bà con tham khảo cái điều này anh nói thêm. Thì mình cũng giới thiệu thêm đối với cái dòng máy này á, thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bán cho bà con thứ nhất á, điều quan trọng nhất là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bán cho bà con là không có cọc, nó không cọc, bao đồ zin 100% đồ zin ha, chứ còn dây xăng ống xăng đồ ví dụ như cho xăng ống xăng con tắt đồ á thì mấy cái nào mà nó hư chụp buri đồ đó nó có hư đồ á thì mình sẽ đai vô ha, còn mấy cái phần trong bên trong nha bà con, chứ đừng có tính mấy bạn bên ngoài để vẽ ngoài mình không tính đâu, dây xăng thì bỏ lâu quá thì bắt buộc nó phải chai rồi ha, cái đó thì phải buộc phải con tắt, nó tắt không được phải buộc phải thay con tắt khác chứ bà con sao mà con xài được ha. Còn hình thức bên ngoài là giống như áo trùm giật bình xăng con IC, máy móc là bao chưa gã gáp chưa bung, bao đồ zin 100%. Đó, bà con thấy ha. Đó, máy là bao zin, đặc biệt cái điều quan trọng nhất là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bao cho bà con không ăn khói. Bà con mua máy bên máy nổ Nhật Bản Thanh Bình thứ nhất là không cọc, shipper giao tận nhà cho bà con được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Đó, nên bà con rất yên tâm mà khi mua máy mình mới nói gì phải Thanh Bình ha, mình khỏi sợ lừa lọc cọc mà lừa cái này lừa cái gì bà con hết trơn á, hay là nói dốc nói láo gì bà con hết trơn, nói chung là giao tận nhà cho bà con mình đem ra kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền, nó test máy nổ ok rồi thanh toán, nó máy nổ gì phải Thanh Bình đã giới thiệu từng phần bộ phận máy bảo hành cho bà con á, đặc biệt có dòng máy gì phải này thì bà máy nổ gì phải Thanh Bình bảo hành cho bà con 6 tháng, nó đòi con này là chạy IC nha, chứ không dính lửa, bên máy nổ cho bạn Thanh Bình ít chứ chạy không bao giờ bán máy nổ dính lửa. Và dính lửa thứ nhất á là nó hư rồi không có đầu sửa, cái thứ hai nữa là nó rất là dễ bị trục trặc ha. Đó, khi mình gửi máy cho bà con thì mình sẽ đổ nhớt trong này ra hết, trong bình nhớt ra hết nha, và rút xăng ra hết. Đó, rút nhớt trong này ra hết, xăng hết. Khi bà con về không đổ bằng mà ấm nhớt dùng cho máy nổ cho bạn Thanh Bình ha, rồi test máy nổ. Rồi thêm một cái nữa là mình tặng kèm thì bà con một chai nhớt, một chiếc mở mu ghi. Đó, nên bà con sử dụng rất là ok ha, bao ship tặng nhà cho bà con mình luôn, không cọc luôn, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Còn hình thức bên ngoài thì bà con tự coi dùm cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình, ví dụ như con máy này nó mất cái tem, nó chạy chỗ này, nó xước chỗ này, nó thì bà con tự coi dùm cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình. Phần bên ngoài, hình thức bên ngoài chạy chỗ xước bóp thì mình không có bao ha, nó đen đúa gì đó thì bà con tự coi trong live dùm máy nổ Nhật Bản Thanh Bình. Cái máy nổ Nhật Bản Bình không có bao ha, nó bởi vì cái máy này là máy Nhật Bản, độ bền nó cao, nó nhạy chạy, nó tiết kiệm xăng, giá thành rẻ, nên người Việt Nam mình sử dụng đồ cũ của Nhật Bản nên bà con không so bì với máy mới được ha, bà con có tâm cảm với máy nổ Nhật Bản Thanh Bình. Đó, mình bán cho bà con rất là thiệt tình, nó thiệt tình ở cái chỗ là mình đã không nhận tiền ship qua, không nhận tiền cọc của bà con, nó rồi bao cho bà con đồ zin 100% bảo hành cho bà con 6 tháng vậy, bao cho bà con không ra cối nữa, bà con kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, thì bà con thông cảm dù cho máy nổ thì phải Thanh Bình hình thức bên ngoài ha. Đó, bởi vì cái hình thức bên ngoài thì bà con cũng đã biết rồi đó, khi mình mua thì máy cũ thì chắc ăn sẽ thấy mấy cái trường hợp mà chạy sửa chỗ xước mộng đồ này kia ha, còn mấy cái điều quan trọng thì máy nổ thì phải Thanh Bình đã bảo hành cho bà con và đã ấy rồi đó, đã ok với bà con rồi, nó bảo hành cho bà con, bảo trì cho bà con, nó bao luôn hết trơn rồi, đã bao cho bà con hết luôn, thì bà con thấy rất yên tâm mua máy nổ cho bà Thanh Bình sử dụng ha. Đặc biệt con này bữa nay là mã số
À, bỏ là mình lên tới con N51, bữa nay mình tiếp con N52. Nó N52. Con này là ba ngựa rưỡi cốt chiều tua chậm hết, kéo nét xịt tuốt thì hết sảy luôn. Con này đặc biệt bán khuyến mãi cho bà con cái giá là 1.500.000. Đó. Khi bà con mình mua máy thì bà con nhớ kỹ mình cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình là cái mã số ha. Đó, mình mua con nào thì mình nhớ dùm mình chọn đồng ý con nào. Đó thì mình quay cho bà con xong thì mình sẽ lên cái mã số ha. Đó, lên cái mã số là như N52. Đó, con này giá 1.500.000 thì bà con nhớ dùm cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình là cái mã số N52 khi bà con điện chốt máy. Trên màn hình lúc nào cũng có số điện thoại của máy nổ Nhật Bản Thanh Bình. Đó, số đó là số Zalo luôn ha, vừa số điện thoại vừa số Zalo luôn. Bà con kết nối Zalo thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ đồng ý để cho bà con mình đó điện cho nó rẻ tiền ha. Đó rồi. Con mua máy máy nổ Nhật Bản Thanh Bình á thì khi bà con á mua chốt máy thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình sẽ lấy cái thông tin. Nó lấy thông tin xong là cũng như xong với nhà con, lấy thông tin xong là mình sẽ đóng hàng đi cho bà con liền. Nó chứ người nào lấy thông tin xong là mình sẽ đóng hàng đi. Nó bà con chỉ cần ở nhà ngồi đợi shipper điện hệ điện giao đồ thì bà con mình lôi ra test máy nhận máy thôi. Đó, bà con chuẩn bị sẵn cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình 1 lít xăng ha. 1 lít xăng để mình đổ dùng thử máy cho bà con ha. Để em thôi shipper nó đợi lâu quá thì cũng tội nghiệp người ta. Tao giao đơn hàng không có nhiêu tiền, đợi 1 2 tiếng đồng hồ tội nghiệp người ta ha. Đó, con này là Mitsubishi GM130. Dòng Mitsubishi này thì mình cũng nói thêm một con, bởi vì bữa nay nó lên nhiều con quá. Bữa nay nó 2, 4, 5 con Mitsubishi. Nó nên giới thiệu một con đầu tiên ha. Đó, con đầu tiên giới thiệu rất là kỹ cho bà con mình luôn. Thì bà con nghe kỹ cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình ha. Ngoài con sao thì mình sơ lược qua, mình test máy nổ thì với coi thùng xăng cho bà con thì mình lên mã số ha. Dòng Mitsubishi này độ bền nó rất là cao luôn, mà rất là nhạy chạy luôn, mà garanti rất là nhuyễn luôn ha. Dòng Mitsubishi thì bà con biết rồi đó. Rồi mấy con 130 á, thì đời đầu à, tới 131, 13, 132 rồi tới 182, 181 rồi ha. Mấy cái dòng đó là dòng 180 rồi đó. Nó dòng Mitsubishi ha. Nó dòng Mitsubishi nó đang nổi tiếng thịnh hành thị trường rất là nhiều luôn. Thứ nhất á, là mấy cái độ nè, nó là như độ bền nó cao nè, bình xăng con IC lửa rồi đó, nó rất là chuẩn ha. Nó dòng Mitsubishi thì bà con biết rồi đó, dịch rất là nhẹ, nhạy chạy ra khi nhuyễn nhừ ha. Đó thì mình nên người Việt Nam mình rất sử dụng rất là khoái mấy dòng Mitsubishi nè, Honda rồi đó ha, mấy cái đó là rất nhiều nổi tiếng, rất là nổi tiếng thị trường. Con này thì nói chung ra là đối dòng này thì mình sẽ bao cho bà con là đồ zin hết ha, bao đồ zin 100%, cũng bao máy móc chưa gã gáp cho bung luôn ha. Đó, dòng Mitsubishi GM130L, con này là 4.0 HP, dòng cua 2000 là cốt chiền cua chậm ha. Đó, con này là model da băng chụp giật viên áo viên thùng xăng viên, lốc trắng như mới ha, lốc cực kỳ đẹp. Đối với mấy xu mà lốc đẹp như gì thì bà con mình sử dụng rất là bền ha. Đây con tắc nhắn tắc tròn là con tắc zin nó luôn nè ha. Đó, đây lốc trắng đẹp, con này cốt chiền tua chậm, con này hiện tại đang xài cốt 18. Đó, bà con mình cần thiết đấu đầu gạt đăng 18 hay là đấu mu ly 18 thì mình có luôn ha. Đó, ống xăng là ống xăng zin ha, khóa xăng zin luôn, bình xăng là mikini model da băng trắng như mới luôn, chụp cò thì khỏi bàn, chụp cò quá đẹp luôn ha. Bô lửa thì đen quyền. Đó, con này là bốn ngựa, bà con về chạy xuồng chạy xong được kia rất là yên luôn ha. Con này cái báo xăng nó còn luôn nha bà con, báo xăng trên còn luôn. Đó, coi thùng xăng cho bà con mình nè. Thùng xăng con này thì nó hơi vàng vàng trắng trắng vàng vàng ha, chứ không xét lốp ha. Đó, yên tâm chưa, coi con này còn lượng luôn, còn thùng xăng luôn. Đó, báo từng chi tiết cho bà con mình luôn. Rồi, cái số bằng test nổ nè. Còn đối với cái dòng máy ra tự động còn thì xài rất là bền, rất là yên ha. Thì mình sẽ lên cái mã số con này cho bà con mình ha. Đó, con này là mã số F độ N53. Đó, con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.500.000. Đó, thì nói chung ra là bà con mua máy mình phải nổi phải Thanh Bình thì bà con không cần ngại mà chỉ là nói chung con này là 2.500.000 là quá rẻ luôn ha. Thì bà con mua mấy dòng khác thì giá 2.600.000 là bình thường, nhưng máy nổi phải Thanh Bình chỉ bán cho bà con cái giá là 2.500.000, bởi vì mình lấy thẳng từ công minh Nhật về nên cái giá nó sẽ rẻ hơn thị trường 1-200.000 một con máy ha. Đối với cái dòng này thì bà con thấy rồi đó, mình đã bao xin hết trơn
không dọn nổ, không không dọn sửa chữa lại ha, là ví dụ như không tháo nắp bi láp, không bung máy, không làm lại, để nguyên zin bán cho bà con ha. Đó, máy chỉ vệ sinh sang con là cho nó chạy. Thì bà con mua máy bên máy nội phải mình yên tâm ở cái chỗ là vừa bao đường zin mà vừa thêm một cái bảo hành cho bà con mình 6 tháng nữa, thì bà con mua về thì chỉ có yên tâm mà sử dụng thôi chứ không có ngại ngần gì nữa ha. Rồi tiếp theo cũng là Metsu Maxi 130 4.0 HP dòng tua 2000, thì bà con mình quay từng con cho bà con coi bên thức bên ngoài ha. Còn máy thì mình nãy mình đã nói rồi, mình giới thiệu rồi ha. Nó model Japan, giật áo rùa cỏ zin hết ha, thùng xăng, lốc trắng đẹp như mới luôn ha. Đó, lốc rất đẹp luôn, ốc số 7 hết trơn ha. Đó, cốt 18 nè, dây xăng này, dây xăng mới ha. À, mình mới thì mình nói mới, khóa xăng mới luôn, bình xăng Kenhin model Japan, bình xăng zin nha, mà nó trắng đẹp như mới luôn này ha. Nó có OHV, trắng quá trắng luôn, ốc chữ C hết trơn ha. Đó, bu lửa thì đem quyền. Đó, con này là Mitsubishi 4 ngựa cốt truyền tua chậm ha. Đó, hình thức bên ngoài quay thử được cho bà con coi. Rồi, mình coi thùng xăng cho bà con mình luôn. Còn lượng xăng luôn ha. Con này á, thì thùng xăng hơi vàng ha. Con này thùng xăng vàng. Thùng xăng nó vàng là do nguyên cái chỗ là khi bên bãi người ta nghỉ ngưng sử dụng á, người ta đem ra bãi thì còn xăng ở chỗ đó bà con. Rồi để trên bãi nó cũng lâu quá, nói chung là một con máy nó về tới Việt Nam thì sớm nhất thì cũng phải tầm cái giá từ 3 tháng 4 tháng nó mới về tới Việt Nam. Ha, nó bởi vì bà con thấy máy bên bãi người ta để lâu thì mình không biết, nhưng về nay là 3-4 tháng nên là cái vụ mà xăng nó ra bay hơi lên đó bà con, rồi nó sẽ động lại cái lớp bùn lớp nước rồi sẽ thành nhựa đường, nên thùng xăng thì thường cái con thùng xăng sắt là bị vàng hết trơn ha. Đó, rồi xong mình test nổ này cho bà con tham khảo nè. Kéo nhẹ chạy ha, đặc biệt lên ga lớn rất là rong, xuống ga thì tiên diễn nhờ, đặc biệt cái điều quan trọng nhất của khi máy nhiệt bãi là không ra khói ha. Nếu mà cái máy nào bà con thấy mà chạy về mà nó ra khói trắng bịch khói đen mình là bảo đảm là con nồng bạc tâm hương hết. Còn dòng máy mới nãy trong bình mà con thấy từng con luôn, không có con nào mà nó có thể thì tình trạng trường hợp mà nó bị ra khói ha. Đó, con này là con N 54, nó con này thì máy nổi nhiệt bãi trung bình đang bán cho bà con giá cũng là 2.500.000 luôn ha. Đó, thì máy mà nãy mình đã giới thiệu cái dòng máy nó đòi máy đó sao nó im sao nó chạy im sao thì nãy nó rồi ha. Thì mấy cái hình thức bên ngoài này thì mình đã quay chậm cho bà con mình coi hen, đẹp bóng sao giận sao xét sao đó thì bà con có thấy rồi ha. Đó, rồi tiếp theo đến con này cũng là con xin luôn đó. Đó, con này là Mitsubishi, con này là GM131 ha, con này là 4 ngựa dòng khu 4000, con này phút thẳng tua nhanh ha. Bu đời của thằng này 131 và bu vuông này ha. Rồi cái bu e vuông này xài rất là bền nha bà con. Chụp giật áo bình xăng zin hết ha, gùa thỏ zin luôn này ha. Còn tắt zin luôn. Đó, lốc trắng đẹp. Đó, con này là cốt đuôi chuột ha. Cốt đuôi chuột là cốt 18 đó bà con, mà cốt thẳng này ha. Đó, cốt đuôi chuột. Đó, dây xăng thì dây xăng mới ha. Đó, chụp cò thì nó cũng màu đen chứ nó không xét ha. Bu lửa là bu vuông nè. Đó, đời bu vuông này chạy với bu e vuông này nó chạy dữ lắm, bền nha bà con. Khóa xăng mới luôn, dây xăng mới, khóa xăng mới ha, nhưng bình xăng là zin 100%. Mấy cái bên ngoài lẻ tẻ này thì nó thường nó bị thay ha, bị thay là do nguyên cổ nó hư rồi nó chai thì thay. Còn hình thức IC bình xăng con, máy móc thì bao và còn chưa gã gas bung ha. Bàn ga đồ đạc là zin hết ha. Con này là cốt thẳng tua nhanh ha, nó dòng tua của nó là 4000 ha. Bà con sử dụng đồ cần sử dụng á, mấy cái dòng máy mà nhanh á thì vô mua con này ha. Nó thùng xăng cô xin luôn. Chút nó quên con thùng xăng cho bà con này. Đó, con này là mất lượt ha, mất cái lượt xăng. Đó, bà con mình cần xài lượt xăng thì nhớ chốt con này thì nhớ nhắc mình ha. Còn bà con không nhắc là mình quên nút tiêu là mình không bỏ vô đâu ha. Đó, con này thì thùng xăng cũng như bao nhiêu mấy con kia hơi vàng vàng ha, chứ không xét lốp ha. Đó. Rồi, mình sẽ nổ con này cho bà con mình tham khảo cái cây. Tiếng nghe cái muốn chảy nước miếng gì bà con. Đó, rất liền luôn, cái tiếng rất liền, rất liền luôn ha. Thì con này á là mình lên cho mã số là con N. Nó N55. Thì con này mình đang bán cho bà con cái giá là 2.400.000. Đó, bà con thấy ha. Máy thì mình đã lên từng con, từng mã số, coi từng chi tiết cho bà con mình ha. Đó. Rồi, N55. Nó giá 2.400.000. Khi bà con nhận máy thì nó sẽ có một hai trường hợp nó sẽ ra. Hợp thứ nhất
là máy có khi bà con mới test đổ nhớt vô, rồi bà con đổ xăng vô test máy sẽ có ra khói ha, sẽ có ra khói thì mình cũng nói nguyên nhân luôn là máy nổ như vậy. Thì mình tại sao nói mà máy không ra khói mà khi về tôi test ra khói đầu nhân cái chỗ gì nè, khi mình đổ nhớt ra trong máy ra mình đổ đâu phải là chắc đợi cho tới nó khô được đâu bà con, phải chắc ra rồi xong liên tục đấm xiết cho bà con mình đi ha, thì nó sẽ có hồi nhớt, cái chỗ nó sẽ còn nhớt. Thì khi shipper nó nhận hàng á là mình rất là kỹ luôn, mình bán đồ cho bà con mình rất là kỹ, mình mua một cái thùng mốt mới luôn ha, mình đóng trong cái thùng mốt mới cho bà con mình luôn, nó cho nó đừng có bị mốt, bị méo, bị dở. Nhưng trong khi thời gian vận chuyển ở trên mình vẫn dán cái băng miếng khi bà con nhận máy, bà con thấy mình để ở trên là mình dán cái miếng là bề mặt đàng hoàng, nhưng shipper nó không để bề mặt đâu bà con, nó lên xe nó sẽ giục lộn mèo lộn tới lộn lui đầu đít cổng gì, nói chung ra nó bỏ trong thời gian một ngày hai ngày là chuyện bình thường, bởi vì tới bà con nhiều khi có 3 ngày 4 ngày nó mới tới bà con, hoặc là 2 ngày nó mới tới bà con. Thì trong cái thời gian đó nhớt nó sẽ trào lên phía tầm bạc lên nằm ha, hoặc là lên bô lên bình xăng con. Thì khi bà con nổ máy lên thì nó sẽ là tra khối là bình thường ha, nhưng khi bà con chạy khoảng 5-10 phút tự động nó sẽ hết ha, nó sẽ khô được chất trong đó, và xong nó nóng máy lên nó khô được mấy chất trong đó, nó lấy được hết ba cái chất trong đó thì máy nó sẽ hết ha. Chứ bà con đừng, khi mình ăn máy bà con thông cảm là khi trong live mình đã test máy và bà con không ra khói thì bảo đảm với một bà con một câu vinh dự là không bao giờ nó ra khói, trừ khi bà con xài một thời gian 2-3 năm 3-4 năm sau nó lẫm bạc lẫm đồ thì ra khói máy nổ cho bà ta mình chịu. Chứ còn ví dụ như không, bà con nhận máy bà con về bà con nói máy ra khói là máy nổ cho bà ta mình không chịu, không phải là không chịu mà nhưng á là do nguyên nhân nó chạy thời gian nhớt nó trong gửi nhớt lên thôi, nhưng máy thì bao bà con thấy bây giờ cái máy mình đã chưa chạy mà mình test máy đây không ra khói đó, không ra khói mà bà con về chưa chạy chưa qua sử dụng sao ra khói được, phải không bà con? Đó, cái đó là mình nói là keo đúng luôn ha. Con này là N55, bà con chúc máy này con nhớ kỹ mình cho máy nổ cho bảy Thanh Bình là cái mã số ha. Đó, N55. Bữa nay á là nói chung ra là dòng Metsu này á, tại sao máy nổ cho bảy Thanh Bình bán Metsu rất là nhiều, bởi vì Metsu bán rất là chạy hàng luôn. Nói chung ra là bữa nay là lên cho bà con 2-4-5 con Metsu, nhưng ngày mai chưa chắc thì còn được con nào đó, bởi vì Metsu này người ta thứ nhất là giá thành nó rất là rẻ ở chỗ là bây giờ cái máy Metsu mình chỉ có 2,5 triệu à, mà máy Trung Quốc mới bây giờ nó nếu rẻ thì nó cũng khoảng từng triệu mấy 2 triệu gì rồi, mắc hơn có 500.000 bạc thì nên mắc mớ gì mà không mua cái máy Nhật Bản xài, mà mua cái máy Trung Quốc xài làm gì bà con. Máy Nhật Bản này đối với dòng Nhật Bản này bảo đảm với bà con á, cái lợi quan trọng nhất á, mình nói qua lợi quan trọng nhất cho bà con luôn là bà con để lâu, để mau, để bận, để qua đi qua ngày khi bà con xuống kéo là nó nổ. Còn dòng Trung Quốc hay là chạy xa, chạy nóng, chạy bận gì nó cũng vẫn nổ. Còn cái dòng máy Trung Quốc thì bảo đảm cho bà con khi chạy nóng nó sẽ tuột hơi, nó sẽ chạy giật chậm, chạy giật khó nổ, rồi chạy lớn chạy không nổi là nó nhọt Trung Quốc xảy ra. Còn dòng máy Nhật Bản bà con xài rất là cực kỳ im, cực kỳ bền. Nó nên mình mắc hơn 500 ngàn nó quan trọng gì đâu bà con. Quan trọng cái chỗ là nó xài nó bền là ok. Nói chung là bền với nhịp mà không bị chết lên chết xuống hay là đi xuồng mà bị bơi rồi thì nói chung ra phải đổi cho bãi tại mình xuồng dùng sông nước, sợ nhất là cái vụ bơi ha, nói chung là sợ nhất cái vụ bơi. Rồi con này mình coi thùng xăng cho bà con luôn, cái này có lượng xăng ha, con này cũng với ba như mấy con kia, thùng xăng nó cũng hơi vàng vàng đó, báo xăng còn luôn ha. Đó, con này là Metsu Maxi 134.0 HP dòng tua 2000 cốt chiền tua chậm ha, chụp giật áo bình xăng tem mạc còn đầy đủ ha, máy Ken Saban. Con tắc này là thay tắc mới, tắc mới ha, cũng là con tắc nhận mà tắc nhắn mà nhưng mà tắc mới ha. Nó lóc thì trắng đẹp như mới luôn. Nó ốc thì con nào con nấy là chưa có gớ đụng tới ha, số 7 hết trơn. Cốt 18, nó dây xăng mới. Nó mấy cái bên ngoài này hình như là đa số thay cũng là nhiều. Nó đây. Đó, còn cái khóa xăng là khóa xăng Gin ha. Đó, khóa xăng Gin. Ống xăng thì mới và khóa xăng Gin. Cò thì trắng như mới ha. Bình xăng là Kenhin Modern Japan như mới luôn. Nó bùi lửa cũng còn đẹp, con nào cô e đồ đạt con này là Gin Dex hết ha. Rất là Ken. Đó, máy rất là đẹp luôn ha. Con này là cốt chiền tua chậm nha bà con này mà kéo nén xịt thuốc thì hết sảy con mà bảy luôn. Đó, rồi test nổ. Xuống ra lên ra nãy mình giải thích bà con rồi đó, khi vô tải nó sẽ hết à. Đó, con này là tiếp theo, con này là N56. Đó, con này hiện tại mình đang bán cho bà con với cái giá tiền là 2.500.000. Đó, 2.500.000.
đó, nhiều khi bà con lên máy coi thấy sao mà máy nổi như bãi Thanh Bình bán cái gì máy toàn là máy su không đó, bởi vì cái hàng nào mình thấy nó bán chạy, nó mà xài bền, nó tốt thì mình bán cho bà con mình ha, chứ mắc mớ gì đi lựa mấy cái dòng máy mà nó không tốt, nó không bền nó rồi bán cho bà con, nó thứ nhất là không có uy tín, cái thứ hai nữa thì cái tiếng mình không có đồn xa được, nó mở rộng được thị trường. Thì bây giờ mình lựa những cái dòng máy nào mà bà con mình khi mua máy về xài người ta phản hồi lại đó là Thanh Bình ơi cái máy nó chạy rất là êm, dòng nó chạy rất là êm, nó mình kiếm cái dòng đó mình bán cho bà con mình nó thì mới nói được phải Thanh Bình. Nói chung ra là mình mua bán máy thì chúng mình cũng gặp nhiều máy rất nhiều nó, nhưng có cái là cái phản hồi của khách là rất là quan trọng, bởi vì khách người ta thực tế hơn mới nói được phải Thanh Bình nó. Thì đối với cái dòng máy á, bền nhảy chạy khách phản hồi thì nói chung là khách là thực tế hơn máy nổi cho bãi Thanh Bình. Bởi vì máy nổi cho bãi Thanh Bình thường á, là chỉ có sửa máy thôi, thì nói chung ra là máy nổi cho bãi Thanh Bình sửa máy thì năm nay cũng được mười mấy năm rồi bà con, cũng gần 20 năm rồi nó, nên kinh nghiệm của mình cũng rất là nhiều ha, nói cũng phải nổ mà để khoe với bà con mình mà, nhưng cái kinh nghiệm rất là nhiều. Khi bà con có lỡ gặp trục trặc về máy móc thì bà con cứ liên hệ trực tiếp lại với máy nổi cho bãi Thanh Bình ha. Mình thì sẵn lòng để tư vấn cho bà con mình ha. Ví dụ như bà con mua máy máy nổi cho bãi Thanh Bình, quay là không mua máy máy nổi cho bãi Thanh Bình, dẫn điện dẫn bà con đang ở với máy nổi cho bãi Thanh Bình, dẫn chỉ cho bà con, dẫn tư vấn cho bà con ha. Nó chứ không phải là bà con cần thiết mới mua máy nổi cho bãi Thanh Bình đâu. Nó có nhiều khi khách hàng người ta lại ta hỏi mình là điện thì mình hỏi máy nó bị gì đó là nguyên nhân sao vậy chứ mình được khắc phục sao, thì mình dẫn chỉ cho bà con. Nói chung ra là mình làm một cái điều tốt thì sau này ví dụ như người ta có muốn mua máy người ta sẽ hướng về bên máy nổi cho bãi Thanh Bình rất là nhiều. Đó, thì nói chung ra là mình làm cái gì thì mình làm cái đó thôi bà con. Nó bởi vì máy nổi cho bãi Thanh Bình không quan trọng đâu, không quan trọng là bà con phải mua máy mới máy nổi cho bãi Thanh Bình. Thì máy nổi cho bãi Thanh Bình máy dẫn chỉ dẫn và chỉ cho bà con mình, chỉ cho bà con cách sửa chữa ha. Máy nổi cho bãi Thanh Bình không cần bà con mua, bà con điện dẫn hướng dẫn cho bà con mình. Đó, nói chung ra là cái đó là cái tâm lý của ngành thợ thôi. Nói chung ra rất nhiều thợ người ta giấu nghề nó, tại không chỉ đâu, nhưng máy nổi cho bãi Thanh Bình thì không. Đó, nói chung ra là do cái duyên mình mua bán cho bà con, chứ không phải là mình chỉ cho người ta rồi sau này người ta không mua của mình, không phải đâu. Cái chuyện đó mình không được quan tâm tới vụ đó. Nói chung là cái duyên mua bán, nếu người nào có cái duyên mua bán được thì sẽ bán được, còn cái duyên mà người không bán được thì không bán được đâu ha. Nói chung ra là mình cứ cởi mở hết cái lòng của mình đây ra cho bà con mình, để cho bà con mình khi cần tiếng máy, nói chung là điều rất là quan trọng luôn. Khi bà con mình muốn cần sửa cái máy, nhưng khi người ta không có sợ tốn tiền đâu đó, mà nhưng á khi sửa thì không có thợ, nó khổ vậy đó. Chứ không phải là nói là sợ tốn tiền mà khi sửa không có thợ rồi sao sửa. Ví dụ như trong vùng xa xôi, vùng khó khăn để đi lại thì rất là khó sửa luôn, mà nhưng có đồ mà nhưng biết được sửa thì bà con cứ điện liên hệ trực tiếp máy nổi cho bãi Thanh Bình, máy nổi cho mình hướng dẫn cho bà con mình cái cách để mà mình sửa chữa máy nó, tìm hiểu máy tận nhà cho bà con mình luôn để bà con mình khắc phục tại nhà ha. Nó nói chung là mấy cái đó máy nổi cho bãi Thanh Bình không có giấu bà con gì đâu ha. Nhiều khi bà con thấy lên like, bà con thấy máy nổi cho bãi Thanh Bình sao ôi mình máy của ảnh tèm lem tút luốc rồi xăng dầu nhớt tùm lum, không đẹp như mấy chỗ khác, không đẹp như mấy cái like khác, mấy người khác người ta lên ta nói rồi, ta búng vợ người ta đẹp trai, người ta đồ mới này kia, máy nổi cho bãi Thanh Bình không phải. Tại bởi vì mình á là khi bán máy cho bà con cái tâm lý mình đẹp đặt lên rất là nặng cái chỗ là nhiều khi bán máy cho bà con mình á thì mình phải đi ra mình coi thợ nó làm, rồi mình kiểm tra máy, mình coi máy, mình làm tiếp thợ nó, mình coi máy thì bà con thấy trong khi quay like thì mình máy nó thì chắc ăn là khó nhất rồi. Thợ thì máy thì nói chung ra là cái nhất là cái chuyện bình thường, cái đó là cái điều mình thích bên ngoài hàng ngày luôn ha. Bởi vì bà con thấy nhiều khi máy nổi cho bãi Thanh Bình sao ảnh nói ảnh nó dơ, không phải đâu bà con, mình cũng có sạch bình thường cho máy dơ đâu, cái là sửa máy thì ai cũng phải dính nhất thôi nó, mà nhưng á là mình phải quyết tâm và mình yêu nghề thì mình vô máy mình coi máy kỹ, kiểm tra thật kỹ càng để bán cho bà con được một con máy im ha. Còn mình ra mình coi con máy thợ đang sửa mà mình nói con nó không được thì bỏ ra ngoài đi lấy đồng món, chứ dứt phát không bán cho bà con. Bán gì thứ nhất là mất uy tín, thứ hai nữa là bán cho bà con bảo hành 6 tháng thì mất công giá luôn, bà con điện tới điện lui tới mất công. Thì thay vì trong cái thời gian mình trước chưa bán cho bà con thì mình đã kiểm tra trước đi, cho nó quan trọng là cho kiểm tra trước đi ha. Đó, mình nói thì cũng hơi nhiều thôi, bây giờ vô cái vấn đề chính đi. Đó, tiếp tục là con này là con Mitsubishi, con này là GM130, con này là 4 ngựa dòng tua 2000, con này cốt chuyện tua chậm. Đặc biệt con này là đồ zin 100% mà nó hơi xấu ha. Đó, mình nói con nào xấu thì mình nói xấu, con nào đẹp thì nó đẹp. Đó, áo thì bị chắp sơn nhưng không xét ha, chắp sơn thôi. Nó thùng xăng của mình móc nhẹ cái này cái cũng chắp luôn, chắp sơn luôn ha. Đó, lốp thì đẹp ha, cốt chuyện tua chậm. Đó, dây xăng mới, chụp cò trắng đẹp ha, bình xăng thì Kenhin model Japan băng, khóa xăng zin ha. Đó, ống xăng mới, khóa xăng zin, bô e bô lửa là zin hết, con máy này zin toàn thật. Nhưng cái hình thức bên ngoài các bạn coi like chắc thấy nó không đẹp không. Đó ha. Đó rồi, thôi thùng xăng. Đó. Thùng xăng cũng hơi vàng vàng nhưng không xét lốp ha.
nào mình nói chân thật cho bà con mình dễ mua. Nó đặc biệt con này thì chắc anh là phải có khuyến mãi cho bà con nữa nè. Rồi tiếp nổ rồi. Tiếng không xào, không hú, không kêu, đặc biệt là không ra khói. Còn cái hình thức bên ngoài này thì bỏ bãi lâu quá nên nó không có đẹp ha. Thì con này mình bán khuyến mãi cho bà con, giảm giá lại. Nó giống như bao nhiêu hồi nãy ha. Một hộp nước sơn chỉ có 8.000 là bà con về quét lại nó đẹp. Nó này cũng 8.000 quét lại nó đẹp thôi, không cần nhiều. Chỉ cây cọ với nước sơn đó thì tầm khoảng 30.000, nhưng vẫn bớt lại cho bà con 200.000 đó. Con này hồi nãy mình đang bán là giá 1-2.5 triệu phải không? Tính cho bà con cái giá là 2.3 triệu. Đó. Rồi, tiếp theo là con này là anh 57. Nó thì con này hiện tại đang bán cho bà con cái giá là 2.300.000. Đó. Thì cũng giống như là máy nổ cho bãi Thanh Bình đó, sơn lại thì máy nổ cho bãi Thanh Bình bán cho bà con á thì cũng giá là 2.500.000 thì cũng được 200.000. Mà thôi, sơn lại á thì bà con mình về nhìn trong like nó đẹp, về thấy sơn phết, bà con mình chê. Thôi mình để nguyên zin, bớt giá rẻ lại bán cho bà con mình ha. Con này là anh nào 57 giá 2.300.000. Thì nói chung ra là máy á, thì mình đã quay lên cái hình thức bên ngoài là mình đã quay trực tiếp cho bà con mình coi ha, cho bà con mình coi. Còn cái hình thức bên trong á thì mình đã bao sim rồi. Nó máy đẹp thì bà con thấy đẹp, máy xấu thì bà con mình thấy giảm giá lại. Thì nói chung ra là bà con mình cũng đã thấy hết ha. Đó, thì coi tiếp theo đến cái con này là con này thì không có chê được. Con này thì không nói là không chê luôn nghe bà con. Bởi vì con này là hãng Cosin 180. Con này Cosin Kyoto. Nó gia băng Kyoto, gia băng là của Nhật Bản, đúng gốc của Nhật Bản luôn, máy sản xuất từ nước Nhật. Nó sản xuất máy Nhật mà sản xuất từ nước Nhật luôn ha. Đặc biệt bữa nay mình cái con này thì nó mới giống y băng như chưa xài luôn. Cosin 180 ha, nó Tokyo bên gia băng. Áo vừa thỏa còn đẹp nữa ha, không xét không gì hết ha, bóng như mới luôn. Thùng xăng đẹp cực kỳ luôn ha, chỉ có chạy nhẹ cho này cái thôi. Đó, cái đó không quan trọng, con tắc thì zin luôn ha. Nó tem mặt đầy đủ, lốc trắng y băng như máy mới ha. Lóc trắng là y băng như máy mới. Con này bà con muốn mới là mua con này là mới trên tinh luôn ha. Lóc đẹp, ốp áo cũng đẹp, không gì ha. Trên lóc đóng là chữ K180, số xe ghi thông số còn đủ hết trơn ha. Trên này bà con kỹ thì bà con kiểm tra đây ha. Đó, bà con cần đọc số xe ghi, đọc số ghi cho bà con luôn. Hai cái nắp thâm nhớ của nó đẹp như mới ha. Đó, ốc ác của nó là ghim đét hết trơn. Cái này đóng số xe da băng, cốt trắng tinh ha. Đó, cốt cực kỳ đẹp luôn. Đó, quá đẹp luôn, lóc không bao không có một tì vết luôn. Trên này đóng chữ Cosin, nó bô lửa thì đen quyền bóng giận ha. Nó lóc trắng mới rồi, không có một miếng bận. Nó bờ lóc quá đẹp ha. Nó có OHV, bình xăng là Kenhimon, bình xăng là Huji da băng ha. Nó trắng như mới luôn. Nói chung con này là không có chỗ nào mà chê được cái chân. Nói chung là không có chê được một cái chỗ nào, quá đẹp. Còn trên nóc thì tem mạc đầy đủ ha. Đó, bây giờ coi tới cái chuyện mà thùng xăng. Đó, thùng xăng con này thì cũng đẹp, cực kỳ đẹp, lượt xăng còn luôn ha. Đó, thùng xăng đẹp. Đó, thùng xăng con này thì không xét mà bị nhựa đường hơi đen lõm thôi chứ cũng không có đen nhiều ha. Đó, máy cực kỳ móc luôn, nắp xăng nhẹ lại, phun xin. Đó, con này là nói chung ra là y ban em mới luôn. Con này bà con mua về sử dụng không biết chừng nào nó hư nha bà con. Cực kỳ, dòng máy này cực kỳ đẹp cỡ này, đặc biệt của Cosin này rất là nhạy luôn. Đó, nó là Cosin là tên của Nhật Bản người ta đặt, nhưng thật chất nó là Honda nha. Ở đây người Việt Nam mình thường kêu là Honda 5.5, 6.5 là nó đó, nó là Honda đó, mà tên của Nhật Bản người ta đặt là Cosin thôi ha. Đó, rồi test nổ cho con tham khảo cái này. Chê vào đâu được, giật nhẹ chạy, máy lên rất là gông, rất là bốc, đặc biệt không có một miếng khói nhẹ ha. Nó gan tiên nhiễm nhừ. Đó, đặc biệt con này là 180, là con này 6.5 HP nha bà con. Nó chê giật các bà con thấy không, trắng như mới ha, chê giật trắng như mới. Con này là mới hoàn thiện luôn. Nói chung là con này mua về bà con á, con này mình tính thẳng tua nhanh nha bà con. Đó, con này sử dụng rất là nhiều luôn, kéo nén xịt thuốc, chạy xuồng, chạy sông, chạy sinh xịt, chạy bọng, nói chung chạy cái gì cũng được hết trơn. Nó rất là mạnh, 6.5 HP rất là mạnh. Rồi, con này xài rất là bền nha. Tiếp tục mình lên cái mã số con này cho bà con mình tham khảo. Con này là N58.
thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá của nó, con này là bán cho bà con cái giá đẹp quá đẹp, không biết bán bao nhiêu đó. Thôi con này tính cho bà con cái giá là 3.900.000 đó, 3.900.000 ha, cực kỳ đẹp đó. Bà con chốt máy thì bà con nhớ kỹ giùm cho máy nổi chụp bãi Thanh Bình là cái mã số ha, nó nhớ mình đọc rất là kỹ, N58, bởi vì máy nổi chụp bãi Thanh Bình bán rất là nhiều máy, rất nhiều dòng máy luôn. Nó nhiều khi bà con mình là quên á, mình quên cái mã số, mình không đọc cái mã số máy nổi chụp bãi Thanh Bình, không biết đường gửi máy đâu, gửi lộn gì bà con mất công không ha. Đó thì bữa nay là mình thu ship lên cho bà con được 7-8 cái máy gì đó. Nó thì bà con mình cần chốt con nào, cần mua con nào mà về đúng được cái nhu cầu sử dụng của mình á, thì bà con mình vô liên hệ với máy nổi chụp bãi Thanh Bình, số điện thoại trên màn hình ha, số đó là số Zalo luôn đó. Thì cái phương diện bảo hành bảo trì cho bà con mình thì máy nổi chụp bãi Thanh Bình đã có nói trên live rồi đó. Rồi cái vụ như thắc mắc, bà con thắc mắc với bất cứ cái điều kiện gì đều có liên hệ trực tiếp với máy nổi chụp bãi Thanh Bình ha. Đó rồi, bà con coi live thấy hay thì cho máy nổi chụp bãi Thanh Bình xin một like ha, like là cái tay đưa lên đó, và một lượt đăng ký kênh nha bà con, trên màn hình lúc nào cũng để giữ đăng ký, mình nhấn vô đó một cái nó. Còn bà con nào mà thấy máy nổi chụp bãi Thanh Bình mua bán im, nói chuyện rất là im với bà con mình nó, thì bà con mình chia sẻ dùm cho máy nổi chụp bãi Thanh Bình ha. Trước mắt là mình cảm ơn những người đã chia sẻ dùm cho máy nổi chụp bãi Thanh Bình, và những người coi like và những người mua máy nó, nói chung ra là cảm ơn cho bà con rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ trang kinh máy nổi chụp bãi Thanh Bình ha. Nó rồi, máy nổi chụp bãi Thanh Bình xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nha bà con.